Đi ra cho lên, đi ra cho lên, đi ra, đi ra. Tôi là A Mông Ú đây. Ông ơi, ông mà xem clip này chém nó cho tôi nha. Ủa cái gì thằng kia là sao? Joke's over, you're dead. Hôm nay Kairon đăng clip gì vậy ta? Để xem thử coi. Trời ơi, dạo này ít coi video của Kairon quá. Ủa mà sao? Sao clip này có cả Kamui vậy, Kairon với Sammy vậy? Ủa trời ơi, mini game thấy gì vui rồi không ta? Đông nè, hợp clip này xem thử coi. Ủa là gì tự nhiên qua phòng tôi vậy trời? Tại héo. Trời ơi, cái phòng người ta đang bừa bộn vậy mà tự nhiên qua quay đúng lúc quay ngay cái phòng người ta đang bừa vậy. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, quên Sammy của tôi. Trời ơi. Trời ơi, cầm nguyên cái chai to đùng vậy quên Sammy của tôi kìa trời. Trời ơi. Sammy ơi, Sammy bị đánh đúng không? Trời ơi. Tôi không thể nào tôi chấp nhận được. Nghĩ sao mà Sammy của tôi dễ thương thế này mà lại dám quên Sammy của tôi. Cái đó đâu cái đó quýnh xàm luôn. Cái đó đâu Bruh. Không biết hả? Cái đó đâu cái gì vậy? Cái gì không? Bình tĩnh không ơi. Ê bạn ơi, bạn gì vậy? Tôi mới đánh coi liếc ông mới đánh xàm đi đúng không? Đâu có đâu. Có đâu. Cái đánh xàm không? Đánh đúng không? Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã rủ gọi là Phong Cận TV vào đây để gọi là tham gia cái thử thách bắt cua một té một mạng là chúng ta sẽ bị ăn đấm một cái rồi các bạn ơi. Hồi nãy Phong đã đánh mình rất là nhiều rồi, mình rất là cay các bạn ơi, cho nên là bây giờ mình đã rủ Phong Cận vô đây chơi luôn nè. Bây giờ á, Phong biết không, bây giờ cái trò này của chúng ta chỉ cần gọi là té một mạng thôi là chúng ta sẽ bị đấm. Không nói nhiều. Tôi đã xem video rồi, không cần giải thích. Vũ khí của chúng ta nè. Gì vậy? Chơi bằng cái này đi bạn. Cái gì vậy? Cái búa 100kg. Ây da. Ủa sao bạn đánh mình? Thì coi như là mình test thử thôi. À test thử thôi à. À cay rồi nha. Ôi ok. Vô. Ai nhảy trước đây? Thì bây giờ mình nhường bạn trước đó. Được, trời để ơi, mình chơi cái trước. Trò trẻ con thế này. Đây bây giờ mình sẽ chơi trước cho bạn coi nhá. Cái map này là tôi đã từng chơi một lần rồi các bạn đúng không? Nên là mình đã rất là thuần thục rồi. Đấy chơi trước này. Ê lỗi. Ây da. Lỗi nè. Này thì lỗi. Cái cây búa này cũng thốn mấy đấy các bạn ơi. Được. Tóc tôi mới làm tóc đẹp bạn, tóc đẹp không? Tóc mới làm cho nên là tôi phải nhảy làm sao tôi không bị đánh, nếu không đánh là hư tóc sao? Đây à. Mình sẽ thủ thẳng cái cây này kế bên nè. Thôi. Đi. Người ta nói là chậm mà chắc cây ơi, mình cứ chậm chậm thế này thôi, mình cần gì phải nhanh. Cần gì phải nhanh hả? Tẻ đi Phong ơi. Cần gì phải nhanh. Ủa sao Phong nhảy mượt quá vậy các bạn? Trời ơi, chậm mà chắc. Ê Phong, đằng kia có gì kìa? Cây giờ mới vừa nói xong cái té luôn các bạn ạ. À. Cây thật sự.
Tiếp đây, ông á. Tiếp luôn, các bạn biết sao không? Mình với Phong là gọi là hai người con trai chơi với nhau nên là không có kiêng nể hết các bạn không? Kiêng nể, quýnh là quýnh mạnh luôn, quýnh xong hư tóc ta luôn mới vút kèo. Bạn biết không, hôm bữa mình chơi... Oh no. Chơi nè, này thì hôm bữa mình chơi nè. Được, tiếp, tới lượt tôi. Dễ ẹt như thế mà cũng qua được, có mỗi cái màn đầu tiên. Mới đó. Có cái màn đầu tiên thôi mà mình thấy nó căng thẳng quá. Căng thẳng thật sự. Tôi sẽ bị quýnh có một cái duy nhất thôi, tôi không bị quýnh cái thứ hai đâu, chắc luôn. Để rồi coi. Chậm mà chắc cây ơi. Có vẻ chuyên nghiệp nha. Chậm mà chắc cây ơi. Chuyên nghiệp vậy. Chậm mà chắc cây ơi. Trời ơi, ui rồi. Ở đâu nữa ta? Đây, cái cục slime mình dưới đây nó. À, nhảy lên cái kia đúng không? Đúng. Ôi trời ơi, chậm mà chắc cây ơi. Chuyên nghiệp. Ơ nhưng mà cái này nè, nó dùng bằng cái nền bằng cát á, cho nên là bây giờ mình khó nhìn muốn chết luôn rồi. Giờ nhảy qua đây qua kia đúng không ta? Đúng. Chậm mà chắc cây ơi. Chuyên nghiệp ta. Đỉnh chưa. Ui trời, xém nó té rồi. May thật sự mình mới vừa bị trượt cầu thang, xém nó té luôn các bạn ơi. Ui. Wow. Ơi. Phong Cận đã thành công qua được. Quá rồi. Quá rồi nha. Xịn. Ở cái này thì quá dễ rồi, cái này thì sao té được. Trời ơi. Ủa mình bây giờ nhảy qua đây đúng không? Không biết. Ôi cái này. Ôi rồi. Ủa, tôi tưởng mình đi bộ qua được. Đi bộ nè. Cay nha. Ai. Rồi bây giờ cùng tới mình nè các bạn ơi. Nói chung là cái này thì nó cũng dễ. Đi bộ ra Phong. Trời ơi, cái này là người làm map chắc chắn là người ta đã biết được là mình sẽ gọi là có ý định gian lận các bạn không? Nên là người ta đã làm trước rồi. Đó thiệt, mình chỉ muốn test thử thôi, ai về đâu thua ấy. Quýnh là quýnh thiệt nha bạn nha, quýnh thiệt chứ không quýnh giả nha. Bạn vừa mới đánh mình theo cái kiểu. Đúng rồi đó. Nhìn nó kiểu siêu nhân, các bạn biết mấy siêu nhân mà kiểu. Ta chém quái vật, ta chém thiệt, bạn hiểu không? Cái gì quái vật? Bạn là quái vật mà. Bạn biết. Tôi đổ bà đó. Trời ơi. Ở là trời. Cây hơi nhẹ, rồi làm sao? Nhẹ. Không, tại vì mình không có thuần. Cái này là tại bạn đánh nhẹ chứ phải tại mình gọi là bắt bạn đánh nhẹ nha. Thôi tính nha, mình bạn gọi là được. Chỗ này khó nè. Ôi tính này là cái map này, cái chỗ này hơi bị khó các bạn ơi, mình phải gọi là nhảy chậm chãi rồi. Nếu bây giờ chúng ta mà gọi là nhảy nhanh là chắc chắn sẽ bị té liền. Qua rồi. Qua được dễ dàng vậy. Kỹ năng hết bạn ơi. Kỹ năng hết. Bây giờ mình sẽ chơi theo cái kiểu gọi là chậm mà chắc. Được. Đấy, bây giờ nhảy qua bên đây nè đúng không? Úi dồi, sao cái game gì mà nó dễ vậy? Xem té nữa. Té nè. Tôi một khi tôi nói ai té là chỉ cần tầm 3 giây sau rồi ta té liền. Nhảy qua bên đây nè đúng không? Té đi. Té làm sao mà được Phong ơi. Ghê chưa? Ghê vậy ta. Mượt không? Mình nhảy qua cái thử thách một cái vòng này mà mình không té luôn các bạn ơi. Đỉnh chưa? Ôi trời, cái này thì lại còn quá dễ nữa rồi. Nè. Mình... À! Tôi mới vừa dùng hết sức mạnh của tôi lộ hết cái động tôi ra luôn nghe không? Mình với Phong chơi là không có kiêng nể nhau luôn các bạn. Kiêng nể gì hết trơn. Khó ta. Ui, cái này tôi nhìn tôi không biết nhảy đâu luôn nha. Không thể nào nhảy qua đây được. Nhảy qua đây là không thể nào qua được luôn á. Chắc chắn phải nhảy qua đây nè. I'm coming home. Cây té à. Yên tâm nha bạn, cái này nó cay lên cũng không nhảy qua được đâu, chắc luôn. Mình cũng hơi lo lắng nha, tại vì mình cũng không biết là cái này phải nhảy qua đâu luôn á. Ủa. Này. Ủa chỗ này dễ đâu ta. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Bạn nha. Không biết chỗ này nhảy đâu luôn á. Tôi nghĩ là chỉ có thể nhảy qua đây thôi. Nhảy qua đi Phong ơi. Không, nhiều khi nó có lắp tàn hình hay gì sao ta. Tôi nghi lắm. Ủa hai từ. Chắc chắn bên kia có cái lỗ gì. Chắc chắn nhảy qua đây rồi. Nope. Gì kỳ vậy. Nó làm gì vậy luôn á.
ơi. Mình cũng lo lắm các bạn ơi, tại vì mình cũng không có tự tin lắm vô các bạn. Cần gì luôn á. Nhìn kỹ coi. Không thể nào nhảy qua đây được đúng không? Không thể nhảy qua được. Chắc là không thể nào nhảy qua được rồi. Nhảy qua đây. Wow. Ủa giờ không thể nào mà ăn gian nhảy qua kia được. Tính ăn gian trời ơi trời. Yeah, yeah, yeah. Cái này là chắc là chúng ta sẽ phải nhảy qua cục slam nào. Này láo này. Cười người hôm trước hôm sau người cười. Mình bắt bài rồi. Cái map này có vẻ như là cái map mà mình với Phong tốn nhiều thời gian nhất các bạn à. Nhìn nè, nhìn Phong nè nha. Nhìn nè nha, học hỏi nè. Ui rồi. Học hỏi nha. Ui rồi. Thôi, có chậm một nhịp nhưng mà vẫn học hỏi nha. Ui. Học hỏi này. Cày kế à. Ngoại chúng tôi à. Vậy là bên đó nhảy không được. Mình cá chắc luôn tại nó có lớp tàng hình rồi. À, ghê chưa, ghê chưa. Ghê cái gì mà ghê. Trời trẻ con á mà. Tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy qua bên đây các bạn ạ. À. Láo này, mình mới vừa quay clip xong cho nên giọng của mình nó hơi gọi là bị hụt hơi xíu, bạn thông cảm nha. Chúng ta bay qua đây nhỉ? Không biết gì hết trơn á. Ủa sao qua được bên đây vậy? Không biết, tới lượt Phong, trời Phong nhảy qua mà. À, tự nhiên cứ qua bên đây luôn các bạn ơi. Ủa từ từ, nó hơi sai sai. Nhảy qua đây đúng không? Ủa mà khoan, từ trên đây làm sao nhảy qua đây được? Thôi bạn cứ cố gắng nhảy qua bên kia thì chắc nhảy được mà. Không, mình không cố gắng nhảy qua đó được đâu bạn ơi. Mình nghi lắm, mình thử coi. Không lên được. Rồi xong rồi, vậy là té rồi. Té rồi. Mình đã té xuống dưới đâu. Ok. Mình phải suy nghĩ nè. Không cách nào mà lên. Không có cái cách nào mà lên được. Không cách nào mà lên được hết. Cây chia. Ủa sao tụi giữ cái này vậy? Quên spa boy. Mà quên mình. Coi như là các bạn không thấy gì hả bạn? Ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cùng nhảy lại nè. Cái này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ... Đó. Bây giờ là các bạn có thấy được cái phần máu không? Cái phần máu của chúng ta là chỉ có một máu thôi nên mình phải đi cẩn thận tí. Rồi, bây giờ là chúng ta mới bắt đầu nhảy qua cục slam nè. Nhảy qua cục slam. Woo! Đấy. Ghê chưa? Qua đi, mình nói gì đâu. Mình có nói gì đâu. Trời ơi. Rồi. Ok. Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi. Bro à. Nhẹ nhàng tình cảm thế thôi. Trời ơi, quá là đơn giản. Quá là đơn. Mượt nha. Phong có vẻ mượt đấy. Thật ra thì Phong từ nãy giờ Phong bị tâm lý, bạn hiểu không? Cho nên Phong mới không nhảy được thôi, chứ bình thường là Phong nhảy đỉnh lắm. Oh my god. Ôi, quên rớt Simi đâu rồi? Simi của mình rớt rồi, no. Mình đã thủ sẵn thế. Mình sẽ quýnh cái này. Quýnh bằng cái này là hơi đau nha các bạn. Ây da, đấy, bây giờ tới mình là... Thấy ngứa tay ngứa chân quá ta. Cái này có vẻ như... À, cục slam bên đây. Hí, chá. Cục slam bên đây. Ok, ý, có khi nào mình với Phong chơi xong cái game này xong là mình với Phong gọi là... Cái đầu nó bị u luôn các bạn. Hết tình anh em luôn. U đầu luôn. Bình thường mình chơi á mà mình không có cái thử thách gì hết trơn á thì mình sẽ chơi rất là mượt mà hiểu không? Còn khi mà chúng ta biết chúng ta sẽ bị đánh, mình sẽ chơi rất là kiểu cẩn thận, mình sẽ nhảy chậm hiểu không? Mày hiểu không? Hay. Trượt xíu thôi là té. Ủa sao nó ta? À nhảy qua đây. Đúng rồi. Cái đó mình chờ mình té lắm. Nhưng mà làm sao mà té được hả Kai? Game là dễ. Wow. Game là dễ. Cũng VIP đấy. Ok, bây giờ chúng ta đang qua một cái con map mà mình thấy là toàn gọi là khoáng sản không các bạn ơi. Uầy, có sắt vàng kim cương cái thứ luôn nè. Yên tâm đi Sam, Phong sẽ gọi là trả thù cho Sam, Phong sẽ quýnh cay gì hết có thể. Uầy, trời ơi.
Ôi xài ơi, ôi mượt vậy, mượt quá trời mượt. Ấy xài ơi, mượt quá trời, ấy xài, quá đơn giản luôn cái ơi. Qua luôn nè, bây giờ mình qua luôn cho bạn coi nè. Mình vượt qua luôn cái màn cho bạn coi nè. Ui. Mình vượt qua luôn cái màn cho bạn coi nè. Vượt nè. Làm sao mà vượt qua được? Ok, đến mình nè. Cây thế nhảy... à. Ủa chỗ nhảy, à đây, chỗ nhảy đây nè các bạn ơi. Đó, bây giờ mình nhảy nhảy vậy nó mới mượt nè. Đập hư hết tóc người ta rồi. Đó, nhảy vậy nó mới mượt nè Phong ơi. Vậy nó mới mượt nè. Quên. Tôi tưởng té, xem nó tôi đập rồi, tôi tưởng té. Đây mình phải cẩn thận các bạn ơi. Tới đây mình phải cẩn thận thêm tí. Qua bên. Té là té thế nào? Té sao được không ơi? Ủa? Ôi, khó à, khó. Ủa, đây qua đâu ta? Bên kia, cục đây rồi. Kìa, ừ. Ồ, khó nè. À. Khó nè, khó nè. U đầu quá các bạn ơi. Chơi xong cái này là tụi mình u đầu luôn. Nhưng mà cái chỗ đó có vẻ khó thiệt đấy. Khó thiệt mà, nhảy chỗ đó phải kỹ năng lắm á. Ui, xem thế. Mẹ mấy hôm bữa là mình với Sim, à lộn, mình với Sam với Camu chơi á, là phải vượt qua được tất cả cái màn này mà thua á thì mới bị đánh thôi, chứ không phải là té một mạng là bị đánh đâu. Tính anh em mình chơi cũng... anh em mình là chơi khô máu rồi đó. Anh em mình chơi khô máu chứ anh em mình là chơi gọi là té một cái thôi là đánh một lần các bạn ơi. Đây bây giờ là Phong Cận cũng đang gọi là tới cái chỗ mà cực kỳ khó của cái con map này. Ý? Nope. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Đánh rớt cả mũ của người ta luôn. Mới cắt tóc, tóc hơi ngố xíu mà phải đợi nó. Coi như là các bạn không thấy cảnh này vậy nha. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục tập trung nè. Cái chỗ này cũng gọi là một trong những chỗ gọi là cực kỳ khó mà nãy giờ mình với Phong rất là mất thời gian mà vẫn chưa vượt qua được khỏi chỗ này các bạn ơi. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhảy qua bên đây. Đấy. Có chắc chắn là nhảy qua bên đây không ta? Yeah. Mình đã qua được rồi. Ủa? Từ nãy giờ bọn mình không biết bọn mình bị đánh bao nhiêu lần luôn mấy cây. Ờ thiệt, nãy tôi không biết là tôi bị đánh bao nhiêu lần luôn ấy. Yeah. Wow, chơi lớn luôn à, một bước qua luôn à. Qua luôn các bạn ơi. Đó, căng à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với... Ôi, cái thử thách này nó còn dễ nữa. Ok. À, qua bên đây. Mượt quá. Đấy, qua màn mới. Được không? Được. Quá là được luôn. Rồi, ok, nhảy qua. Mượt các bạn. Đó, nãy giờ là mình nhảy. Ok, đúng, mình cứ tưởng là mình nhảy sai chứ các bạn ơi. Cái nhảy vội quá nha. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy ở trên đây. Không qua rồi. Quá, wow, không qua là không qua thế nào? Không qua thế nào? Té nè. Té nè, té sao vậy? Ơi trời. Té làm sao mà được? Wow, mình qua hai ải liên tục luôn các bạn ơi. Mình qua hai ải liên tục mà không té luôn. Ủa? Ở đây chúng ta sẽ phải nhảy qua đâu nữa ta? Hình như là qua bên cục slam này. No! No! Ủa hay là nãy hình như là cái lên kia rồi đúng không? Chắc chắn là nhảy xuống cục slam này nè. Mình phải gọi là từ từ chậm chãi các bạn hiểu không? Mình phải chậm rồi mình sau đó mình nhìn xung quanh. Mình quan sát để mình biết mình nên nhảy đường nào. Ồ, wow. Không cần mò. Mượt chưa? Mượt.
Mưa quá. Chậm mà chắc. Trời ơi, quá luôn kìa, ghê quá vậy. Chậm mà chắc. Ôi từ từ, cái đường này hơi lú nha. Hơi lú á. Nó có hai đường cho chúng ta chọn các bạn ơi. Bây giờ mình phải tin vào trực giác của mình thôi không ơi. Tôi sẽ chọn bên phải, tại vì Phong lúc nào cũng chọn theo lẽ phải các bạn không? Đâu, để coi lẽ phải của Phong như thế nào nha các bạn. Ủa, có vẻ đúng đấy. Ủa? Ê, vậy là gớt rồi các bạn, vậy là bạn gớt rồi đó. Ôi, ai tin, mình đâu có chết đâu, ủa kìa. Ê, bạn nè. Đâu, vậy là bạn té rồi đó, vậy là té rồi đó, vậy là bạn... Ủa, vậy mà cũng tính hả? Vậy là bạn nhảy sai đường rồi. Sai đường là, ủa nhưng mà mình có bị chết đâu ta. Ủa, nãy giờ người ta tính là té một mạng, hiểu không? Ok. 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 Mày không ok thì sao giờ? Cái này là người ta tính gọi là té, các bạn hiểu không? Phong vừa mới nói là Phong tin vào lẽ phải, sao bây giờ cái đường phải quýnh là đường sai? Tóc của mình. Quýnh hư tóc của mình, tí mình quýnh cho cai rụng răng luôn. Ok, lên nè, nãy. Ui giời, cái đường này lên lâu thế. Bây giờ là đường bên phải đã sai nha các bạn, bây giờ mình sẽ nhảy đường bên trái nè. Woo! Woo! Ok. Đó, đường bên trái là đường đúng nha. Vậy là té đó các bạn. Ủa vậy té hả? Đó các bạn. Ôi quýnh mà cây búa nó hết hơi luôn rồi. À, các bạn thấy cây búa nãy giờ nó bị gần hết hơi luôn rồi nè. Quýnh mà cây búa nó mềm lại luôn rồi á. Nhảy đi Phong. Sao nhảy chứ? Phong nhảy đi. Nhảy gì không nhảy. Mình phải biết canh cả hiểu không? Mình phải biết canh cả hiểu không? Canh cả hiểu không? Ôi trời ơi, nó lại cho hai đường nữa các bạn ơi. Hai đường đâu, hai đường có một đường rồi ba. Ủa dạ. À cái đường đó, đường lúc nãy mình hay lú các bạn ơi. Nó lừa. Wow, Phong đã thành công qua được cái ải này các bạn ơi. Đẳng cấp quá. Sao nhỉ? Nhảy qua kia. Có vẻ như là chúng ta sẽ phải nhảy qua cục slime này. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Cái chê à. Mày nhìn cái búa. Nhìn cái búa, mình thấy cái búa là nó sắp hết hơi luôn rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ nhìn này, đó, nhảy qua slime này nè. Đó. Đấy. Ờ nhà, sao mình lại không nghĩ đến trường hợp đó nha. Đó, bây giờ chúng ta lên trên đây và chúng ta nhảy tiếp tục xuống cục slime đó. Mình có tưởng đâu là mình té không á. Nhảy xuống nước. Woo! Rồi ok, bây giờ xem té nha. Xem bay màu. Ôi, cái này khó nha, cái này khó nha. Ôi giời ơi. Được Phong ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bay lên trên nha các bạn ơi. Đấy. Mình không biết là cái map này của chúng ta là nó có bao nhiêu ải nữa các bạn ơi. Nhưng mà hồi nãy giờ mình thấy là mình với Phong đã nhảy rất là dài luôn rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc được nữa. Có vẻ như là cái map này nó rất là dài luôn. Ồ, lên trên cao. Đi không Phong? Được không Phong? Được gì mà được. Đấy. Qua được bay thôi. Ủa? À ok, bây giờ mình nghĩ là... Ôi trời, phải qua cái cục này hả? What the hell, khó à. No. Có bao giờ thật lòng yêu anh không em? Mình thấy là cái đầu của mình hồi nãy giờ nó cũng... Mình thấy cái đầu mình tê tê các bạn ạ. Mình cũng thấy nó tê tê á. Ủa? Cũng... Ui, nhảy từ đầu luôn à? Ui, nhảy lên từ đầu luôn hả? À? Căng vậy ta? Quá không ơi? Hay quá không ơi? Ok. Mượt quá. Đấy. Ui rồi, mượt quá. Có bao giờ tình lột nhau em không em à? Cớ sao người vội vàng chào tiếng yêu. Mình đang đeo đau đầu. Ngay đâu. Qua cái tai nghe luôn. Rồi. Tiếp thôi. Chạy là quýnh hai cái nha bạn. Mình nó quýnh cây hai cái bạn ạ. Ok các bạn ơi, sau khi mà hồi nãy giờ mình với Phong gọi là chơi rất là nhiều rồi thì bây giờ mình có một cái điều này muốn nói với Phong, đó chính là thôi. Mình cũng xin lỗi bạn bởi vì lần trước mình đã đánh Sammy. Nhưng mà thật ra là Sammy cũng đánh mình nhiều lắm. Không sao. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà. Trước sau gì mình cũng trở thành anh của bạn. Cái gì? Còn gì nữa? Phải không? Đúng không?
đúng rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà thôi, trước sau chúng ta cũng trở thành người một nhà. Chúng ta làm hòa đi. Thôi mai này cái anh em tương tàn. Nhưng không làm hòa đúng không? Làm hòa chứ, đùa đi rồi. Đùa đi. Ok các bạn ơi, nói gì thì nói chứ bây giờ mình với Phong là người một nhà mà các bạn. Tính ra là bây giờ một nhà thật rồi, bởi vì là Phong kế bên phòng của mình luôn ấy. Bây giờ Hero Team đã ở chung với nhau rồi, bây giờ không lẽ đấm nhau vậy hoài chịu sao nổi đúng không các bạn ơi. Ok thì bây giờ mình với Phong sẽ chính thức làm hòa. Ok mọi người ơi, thì có lẽ là video của mình tới đây có kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn có thích video này thì đừng quên like channel của mình một nút, like, share và bấm subscribe. Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để không cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và kêu các bạn đăng ký cho tôi đi chứ. Các bạn đừng quên đăng ký cho Phong Cận Sammy cũng như là Sip. Ủa Sammy đâu rồi? Sammy đâu? Ủa nãy Sammy cái đây rồi. Tôi thấy Simmy bị văng ra ngoài cái thùng rác các bạn ơi, nằm no. Trên thùng rác. Trời ơi, cai quăng Simmy vào thùng rác. Này không phải mình quăng nha các bạn, nãy giờ mình chạy nó bị rớt cái. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt, peace, bye bye.